Mình sẽ nói sơ về cây này ha. Hôm trước cũng có nói rồi. Cũng một cái rất là tình cờ. Lúc mình mua là mua dạng cây nhỏ. Không phải lúc nào mình đi mình cũng gặp. Cây này là một cái loại cây mình thường thấy trong khu shopping. Nó nằm hoàn toàn ở trong bóng mát. Và cái lá của nó rất là lớn. Hôm trước mình cũng làm video, mình đã nói rất nhiều về cây này. Nhưng mà hôm nay vì nó lớn á, nó cũng khá là mau lớn và khá tốt, cho nên mình thích quá mình quay lại. Thì bây giờ nó chỉ là một cái chậu nhỏ xíu, thì mình bỏ vô đây. Mình cảm thấy là nó là một cái giống cây rất là dễ trồng, cho nên mình bỏ vô đây. Giờ nó ra rễ như vậy nè, nó hút nước, nước bình thường thôi, cũng không có thay nước gì hết, cứ để như vậy. Vì mình muốn nuôi dưỡng cho nó để nó thành một cây lớn đó. Sao bây giờ nó ra nhiều lá đẹp quá nè. Đó. Cây này không biết sao mà không có thấy ốc sên lên ăn, cho nên lá nó vẫn còn yên nguyên. Đẹp quá ha, đẹp thiệt. Ok. Đó. Dành nhiều thời gian để nói về cây đó quá rồi. Ok. Mình sẽ đi tiếp ha. Không biết nói cái nào trước cái nào sau nữa, nhiều quá đó. Là đây là những cái loại cây mà nhìn với cái dạng của cây aloe vera, nó có cái tên quên rồi, không nhớ đâu, nhưng mà mình đang sưu tầm. Cây nào rớt xuống một rễ luôn rồi kìa, rớt xuống một rễ luôn. Ok, bỏ đại đây đi. Nó đây là những cây mình sưu tầm. Và nó không phải là loại mau lớn à. Loại rớt rớt là chậm. Mà chậm thì cũng là đúng là cái mục đích của những người mà muốn sưu tầm những cây nhỏ, trồng ở trong những chậu nhỏ. Lâu lắm rồi, hơn năm rồi mà mới được. Có nhiêu đây là nhiêu đây, không có thấy mọc gì thêm hết. Có rụng lá chết thì có, chứ không có thấy mọc thêm cái gì hết. Cái này cũng dễ thương. Dễ thương ha. Ok, mình sẽ đi qua chỗ khác nè. Cây này mấy hôm rồi trời hơi nóng, cho nên không có được tươi gì mấy ha. Nhưng mà bông của nó thì rất là tốt. Sao mình nhìn nó giống như là bông lan vậy đó, nhưng mà nó không phải đâu, không phải bông lan đâu. Trong cái family, trong cái gia đình của nó thì nó có tới mấy loại vậy nè. Và mình cũng đang hiện giờ đang sưu tầm cho nó đầy đủ. Thế là nói rồi ha, giờ nói lại, cái này là cây lá hơi bự ha. Cái này là cây lá nhỏ xíu ha. Cái đầu của nó sẽ chĩa ra nhiều nhánh ha. Xong cái này là một cái loại ốm nhôm ốm nhách. Ốm thật là ốm. Xong sẽ có bông và sẽ có trái nhỏ dễ thương lắm nè. Xong là sẽ có một cái giống mới này nè. Rồi. Bữa hôm mình trồng giống mới để đâu rồi? Lại quên, không biết để đâu rồi. Đây nè, đây là cái giống mới nè. Đây là giống mới và rất là đẹp nha. Rất là đẹp. Ok. Sau này nhà mình có bỏ muối hóa học đó, cho nên sớm này bây giờ cũng hơi tốt rồi đó, cũng được tốt rồi đó. Hôm trước cây sưa của nhà mình đáng lẽ là đã mọc đã đầy hết trơn, là có trái rồi. Nhưng vì mình tính là mình dẹp bỏ đó, cho nên mình vượt xuống bỏ hết luôn. Xong thì người nhà của mình nói là không muốn bỏ cây này, thành ra tiếp tục mình đã cho nó leo trở lại, cho nên nó hơi chậm hơn mỗi năm. Và bây giờ nó chỉ mới tới đây thôi, chứ lúc trước thì nó đã lên cao lắm rồi. Bây giờ nó mới được lên tới đây, vàng cái nó bắt đầu leo thôi ha. Theo mình nhìn thấy thì cây chanh của mình năm nay sao mà nó lớn quá trời, lên tốt quá chừng. Như vậy thì nếu ai có muốn thử cái Epsom salt á, muối hóa học á, thì cứ thử đi, bị gì nó tốt như vậy nè. Khi nó tốt như vậy thì sâu bọ cũng không có phá. Cây mạnh mà, cây mạnh đâu có bị tấn công đâu. Cây yếu yếu sẽ bị tấn công và sẽ bị chết. Đây là cái ớt của mình bị cây chanh này nó đè lên cho nên không có được tốt. Ui, mới nói xỉ đó. Đây, đó nè. Thôi bây giờ mình sẽ đi nhanh hơn chút nữa để không kịp. Chỗ nào được được thôi ha, chỗ nào đẹp đẹp tốt tốt thì mình
mình quay thôi ha, để coi coi có cái gì. Đáng lẽ mình mua hộp giống cải của mà giống cải bự để làm dưa đó, vậy mà trồng lên thì toàn là cải con không à. No good ha. Ok, có những cây mình trồng, ngay cả mình trồng nó mọc lên mà mình cũng không biết đó là cây gì luôn. Yeah. Đó, có cây giống mới này thì cũng chỉ ra giống mới này nó nói là cái giống rất là dễ trồng đó, cho nên mình muốn mua. Và cũng phải để ý nữa ha, để ý ốc sên hay ăn mấy cái loại cây này lắm, khó lắm, khó trồng lắm, phải canh chừng dữ lắm. Ok, cây cây mai, cây mai dây của mình có người nói cho mình biết là cây mai dây, và nó được cao như vậy rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi kế tiếp. Hôm nay mình thấy nhà mình có mấy cái bông hồng nở thì mình phải đi qua bên kia mấy vòng ở đây, tại vì phía dưới đất có nhiều đồ lắm, chưa có dọn dẹp xong, còn một mớ dọn được có một mớ thôi. Đây thì mình đi vô đây, mình chỉ cho coi mấy cái bông hồng nhà mình. Bông hồng này khi bắt đầu nở một cái nụ á, thì nó là cái nụ lớn và nó có màu vàng. Nhưng khi nó nở ra thì nó đẹp như vậy nè. Đó. Đó, khi nó mới nở thì nó vàng khè ha. Lúc mà cái nụ á thì nó vàng, xong rồi nở ra cái màu hồng vô nữa nè. Xen xen lẫn vậy đó. Có nhánh nhọn. Những cây như này vậy là thiếu à, thiếu dinh dưỡng quá à. Đây nè, tại vì trời nắng mà, nắng nguyên ngày đó. Nhánh nhọn làm cây mình mắt đẹp ha, thì mình phải coi chừng. Cây quýt hôm trước mình mua mình có nói nè, giờ lớn quá rồi nè. Mai mốt chỗ này là có hai cây quýt cho mình ra bẻ trái đó. Và có những cái nó tự mọc nữa thì mình cũng không biết nó giống gì. Đây nè, tự mọc nè, cũng lớn quá rồi nè. Ok, bây giờ mình lại đi nhanh thêm chút nữa đi. Thì cái bông hồng của mình bây giờ nó hơi già rồi, nó ra bông nhỏ rồi, không mấy giờ đẹp nữa chứ đẹp lắm nè. Đó, giờ nó hơi lão rồi ha, không còn đẹp xuất sắc à. Ui, bông đẹp nè, ra mới ra nè đó. Ui, giờ này 8 phút rồi, mau quá đó. Đó, coi như là tháng này là vào mùa xuân đó. Bây giờ là 21 tháng 21 tháng 10. Đó. Đây. Cây bông hồng tím này cũng đẹp. Nhưng mà nó dễ bị nắng cháy quá. Dạ, cháy bị cuốn mấy cái lá, đẹp dữ lắm nè. Thấy chưa? Tút ở trên cao kìa. Đó. Đó. Hôm nay nè, đó, hôm nay mới làm được cái sân rộng rãi được một chút xíu nè, mừng quá nè. Đó. Đó, dọn dẹp rồi đó. Chưa xong nữa. Còn có một chút. Mới được có một chút. Ok, bên đây là cái mấy cái ly, mấy cái đồ bể, ly tách bình trà. Xong là mình cũng như là cây giống là gì đó, giống như là khi nuôi về đó mình sẽ lấy một cái giống đó mình để đây để cho nó không có bị mất á, mất giống. Ok, bên đây đây thì không mấy gì đẹp, là tại vì chưa có phát triển, chưa có mọc tốt. Ok, cây dương xỉ của mình à, lá nó tùm lum quá, mình đã cắt bớt, thì trong một thời gian nữa thì nó sẽ tốt trở lại nữa. Còn cái bông hồng này mới lạ chứ, mình nhớ mình đâu có trồng ở chỗ này, tại sao có cái bông hồng leo ở đây ta. Lúc trước ở đây mình trồng một cái loại bông hồng nhung rất là đẹp, tại sao bây giờ lại có cái cây này, nó không phải cái bông mình muốn đâu, đâu phải đâu. Ôi trời ơi, trồng ghét mà cũng không biết mình trồng cái gì. Thật sự thì mình đã trồng một cái bông hồng ở đây rất là đẹp. Nhưng bây giờ tự dưng sao lại có cái bông hồng này? Không, bông hồng này không đẹp bằng cái cây mình trồng đâu. Nghĩ không ra, nghĩ hoài nghĩ không ra. Không, cây của mình đi đâu? Rồi cây khác lại mọc vô.
không nhớ nữa, thôi kệ, bây giờ ra tới đây sẵn cho coi, sẵn cho coi cái cây ớt của mình ha. Năm nay là bắt đầu già liền, già nua, già có tỏ vẻ là không đủ phân đủ đất vì nó lớn quá. À, nó ngang ngực mình luôn á, nếu mà mình không cắt là ngang cái đầu luôn á, hôm trước mình cắt xuống á, thì năm nay nó không có bự, không có đã mà năm rồi á, năm rồi nó cái lá nó bự lắm mà năm nay nó hơi già, nó già nó lá nó còn nhỏ xíu, chứ năm ngoái coi đã lắm, năm nay mình ít quay tại nó hết đẹp rồi, năm ngoái quay hoài luôn đó. Chứ bên đây trời ơi coi cái này những cây con nhìn thấy mê luôn. Ok. Ê, cây này bên đây có bông nè ha, nhìn cho kỹ đi, cái cây này cái chậu này đẹp nhất á, đẹp nhất từ nãy giờ mình coi đó. Ha, chậu hành hôm nay cũng tốt luôn, cái aloe vera cắm xuống đài vậy có chút xíu đất là mọc tốt quá chừng. Đấy, cái này mình nói là để khi nào nó đẹp thì sẽ quay luôn, cho nên bây giờ nó chưa đẹp mình ít quay. Oh yeah, mình nói ha, mình đã dọn dẹp sạch chỗ này nè ha, xong á mình bỏ cái thùng trồng lúc trước chỗ này rồi, vì cây nó mục rồi mình đóng á, lấy mấy miếng dán mình đóng lại với nhau đó, rồi trong thời gian cũng nhiều năm rồi á thì nó bị mục xong á tùm lum á, mình dỡ ra. Hôm nào mình muốn làm thì mình làm lại, nhưng mà chắc không làm, thế làm nhỏ nhỏ lại được. Bây giờ lấy mua mấy cái chậu về thay mấy cái thùng lại cho nó đẹp luôn. Đây là cái cây Bleeding Heart. Bleeding Heart này nó rất là chịu mát, cho nên mình để chỗ này nó hơi nóng á, hơi nắng gắt cho nên nó không có ra bông. Chứ hồi mình mới mua về nó bông đẹp lắm. Thì bây giờ cũng mấy lần mình cũng cắt nhánh cho nó ra xum xuê, nhưng mà chưa được, chỉ có nhiêu đây. Mà năm nay chắc sắp sửa ra bông nè. Đó. Ok. Thời tiết nói là Sydney sẽ có một tuần mưa đó, cho nên hôm nay mình quay phim thì là nguyên một tuần sau là trời mưa đó. Mỗi cái mình sưu tầm chút, coi như là giống nào mình thích á, hoặc là tình cờ mình đi mình gặp mình thấy người ta bán thì mình mua thôi. À ok, cái dĩa này đây mình cho coi cái dĩa này ha, cái dĩa mà cây sang đá của mình ha. Mình có người bạn mình ấy nè, coi thử coi cái dĩa của mình có đẹp không. Người bạn của mình này không bao giờ mà thích gì cây kiểng gì hết, nhưng mà có nói ý kiến cho mình biết như vậy, nó là cái này nếu mà đẹp hơn nữa là nên trồng dung lên nha, dung lên như cái đầu vậy đó, dung lên rồi bắt đầu cái mình trồng cái từ từ cái mình nhìn xuống á thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Thì vậy thì mình sẽ nhìn rõ được từng cây một á, nghe thì cũng có lý, cho nên mình sau này hoặc là có dịp mình biết có sửa được hay không, bây giờ thì thấy khó sửa lắm tại vì nó mọc rễ rồi. Thì sau này mình làm mình sẽ kiểu cái đồi ha, kiểu cái đồi dung lên vậy đó ha, đất dung lên ha, rồi xong mình trồng rồi vậy đi. Chứ lúc trước thì mình chỉ nghĩ là thế nhìn từ trên nhìn xuống vậy, nhưng mà bạn để ý kiến vậy đó thì mình hỏi là nhìn thấy có đẹp hay không. Ok, bây giờ tới kế tiếp. Ồ, sẵn đây mình cũng nói cái này luôn, là hôm trước mình đã đổ từ cái thùng bự như vậy nè, cái thùng nước sân bự như vậy mình thấy không đẹp á, cái mình đổ ra mình mới trồng lại, mình nghĩ là nó chết queo rồi đó, cái nè rễ gì lòi lên hết trơn hết trọi thì á không thấy nó chết, bây giờ nó mọc lại nè, nó có lá rồi nè, thì như vậy á chứng tỏ là cái cây bông giấy này là một cái dạng cây rất là dễ trồng ha, đổ ra rồi chốc rễ ra tùm lum nhưng mà nó vẫn mọc ha. Thì sau này kế tiếp mình có thể là sẽ đổ cái này ra khỏi cái thùng nữa và sắp sửa lại coi nè, có nó mọc ấy thương không. Trời ơi coi nè. Giờ mình cũng để ý rồi ha, có bữa kia mình nghĩ là khi nó mọc gì không có được bự á, cái mình lấy một cây con ra mình trồng không được, nó không lớn được nữa, nó cứ như vậy luôn. Dạ ok, đẹp quá ha, coi nè. Ok, hôm nay làm garden talk nói về cây cối của mình ha, nếu mà ai muốn coi thì coi, còn không coi thì coi cái khác ha. Đó. Đây là những cái chỗ mình trồng đó, nó dễ lắm, nó dễ trồng dễ lắm. Rồi thì cái tiếp nữa là mình sẽ cho coi mấy cây bông hồng đang ra bông rất là đẹp,
và những chậu bông sen. Cây bông sen này là những cây cũng rất là dễ trồng luôn. Một khi đã mọc rồi thì mọc hết mùa này tới mùa khác. Mùa đông mình vẫn để như vậy và nó chết queo hết trơn à. Có một lần mình tưởng đâu là nó chết luôn, nhưng không ngờ là dưới nó có cái củ đó. Cho nên khi mà mùa hè trời ấm lại thì tự động nó sẽ mọc trở lại và có những cái lá như vậy. Mấy hôm trước mình thấy là lá của mình nó bị ốc sên ăn quá, giống như nó ăn như vậy quá nè. Thì á, mình có bỏ vô muối quá hộp và nó đã đỡ rồi. Đây, khi mình bỏ muối quá hộp vô thì nó không có lại ăn nữa. Mình cũng không biết tại sao, mình bỏ một chút à, biết tại sao, lý do sao mà mấy ốc sên nó đã nếm ra được có cái mùi, có cái muối quá hộp đó thì cũng không biết. Ui, bông hồng này đẹp bữa nay. Wow, 16 phút mấy rồi ha. Ok, bông hồng đẹp quá. Bây giờ mình sẽ cho coi những cái bông hồng đẹp mà chưa phải là đẹp xuất sắc nha. Đẹp xuất sắc là nó chưa ra đâu. Không biết cây nào là cây đẹp xuất sắc của mình ta. Hôm trước nó nở, năm ngoái nó nở một đợt á, mình rất là thích. Chắc có lẽ là cây này quá. Chắc có lẽ là cây này là cây đẹp xuất sắc á, đang mọc. Wish, ăn lại cái nụ thôi hả? Ui cái nè. Cái nè. Nó cái giống như là một cái cuốn rất là mạnh và thẳng ha. Đó. Ôi giời. Cây cải thôi mà cũng đẹp quá. Ok. Thôi mình chấm dứt ở đây đi. Mình đã quay sơ sơ vậy. Tại vì mình đang muốn cho coi mấy cái bông hồng á. Thật sự mà không thể tưởng tượng được cái chỗ này hồi đó trước á là một cái bụi chuối rất là bự. Bự dữ lắm. Mình cứ ngày ngày rảnh ra đào. Như vậy mà nó cũng xong. Và bây giờ nó là một cái chỗ mình trồng xà lách, hành. Và rất là thích. Và tốt quá trời luôn. Và còn cái bồn nước á, thì cũng phải trồng một cái gì lên để mà che cái bồn nước. Hả? Ok. Ôi ôi, nụ ra thấy mình mê luôn cái kìa bông hồng. Đi coi, nè. Mê luôn không? Quá chừng ha. Yeah. Ok, qua bên đây. Ui, bông này muốn mới nở đẹp. Mọi người coi cái channel của mình thích chỗ nào, thích cái gì. Muốn coi cái nào cho rõ hơn thì cho mình biết, mình sẽ quay chỗ đó. Thì cây thì nó cũng khá nhiều cho nên mình không có chăm sóc kịp. Có bữa thì mình chỗ này, có bữa mình chỗ khác. Dạ. Yeah. Đây. Rồi mê quá, chỗ này dễ thương quá. Rất là dễ thương. Ôi, thích cái này lắm. Ôi, cái nào. Biết mình làm gì với chỗ này không? Mình cứ cắm hoài vô vậy đó. Bây giờ đặt ngạt hết đây nè. Lúc trước chỗ này là cái chỗ mình không bao giờ mình tới luôn á. Nó bỏ phế luôn á. Sau một thời gian mình thấy ôi mình cần phải làm cái gì dưới đây thì mình cứ cắm hoài, cắm quỷ cái này cái kia. Mà bây giờ nó mọc nè. Và mình nhìn thấy vẫn còn có chỗ trống ha. Thì mình cứ cắm hoài đi. Và sau thời gian khi mà nó lớn á thì nó sẽ chen chút và nó sẽ đầy hơn. Ở dưới này mình cũng có mấy cái loại nè. Cây này nè là những cây mà nó sống lâu đó. Ok, mình tạm ngưng ở đây. Hôm nào mình sẽ đi mua cây, ví dụ mình có cây gì á, mình thiếu cái màu gì đó thì mình sẽ đi mua cho nó đủ màu. Coi nó mập kìa. Có những cây nó tới quá nó mập kìa.
Nhìn tới nhìn lơ cũng không biết là mình sẽ ngừng chỗ nào nữa. Cái nào cũng thích mà.